giữa cung đường thực Tháp Bà của thành phố biển Nha Trang, là đối diện với cổng chính Tháp Bà Bodega. Đây đây là con đường chuyên gia bán những ẩm thực của phố biển Nha Trang, rất là đặc sắc, từ bánh xèo, bánh căn cho đến cháo hải sản, đến mì xào hải sản rất là nhiều. Thì đây là con đường về ẩm thực, về hải sản tươi sống rất là nổi tiếng ở thành phố biển Nha Trang, và bất kỳ khách du lịch hoặc là người dân nào cũng biết. Hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức cái món đặc sệt quê biển là ốc biển, đang ở đường Tháp Bà, ngày ba giao nhau với lại đường Trần Kim Hùng ra bờ kè. Đây các bạn, đây là con phố ẩm thực của thành phố biển Nha Trang, chuyên về hải sản và những cái món đặc trưng của miền biển Nha Trang. Rất là đông khách du lịch, rất là đông quán xá, từ bình dân cho đến quán sang, nhưng mà khu này là đa số đều là bình dân hết. Đây. Dân phố biển thích những cái món ốc như thế này nè các bạn. Các bạn có thể thấy là một lon dĩa nhỏ chỉ có giá 10-20 ngàn hoặc là 15 ngàn, là tùy loại, và năm bán rất là bình dân, rất là rẻ. Bạn có thể thấy đó, ở đường Tháp Bà của biển Nha Trang, đây là quán ốc của bà Năm. Khách có thể mua ghé ăn ngồi tại chỗ và mua mang về. Các bạn có thể thấy đó, đây là cảnh những cái món ốc của bà Năm. Một tuần cô ghé đây ăn mấy lần cô? Một tuần ghé ăn hết một tuần, không bỏ ngày nào. Dạ, một lần cô ăn được mấy dĩa như vậy ạ? Bè dĩa, 4 dĩa, 5 dĩa. Dạ. Ở bè phải đi đâu trời? Các bạn có thể thấy là quán ốc của bà Năm tuy nhỏ nhưng mà được rất là nhiều người ghé mua mang về. Mấy cái nước chấm của quán ốc bà Năm Hồng đây, và mở bán từ 8 sáng tới 5 giờ chiều hàng ngày. Đây các bạn, khách đang ăn và mua về, đang chờ những cái món ốc hàng ngày sẽ được bà Năm Hồng luộc sẵn với lại hấp với lại xà ớt. Khách tới là chỉ có việc múc cho khách thôi. Còn cạnh quán ốc bà Năm Hồng đang khỏe, khách đang ngồi ăn. Là cái món ẩm thực đường phố ngon bổ rẻ của người dân biển Nha Trang. Đây là món ốc nè các bạn, rất là nhiều khách du lịch đang và người dân ghé mua rất là nhiều. Các bạn có thể thấy đây là một cái quầy nhỏ trên đường thôi. Đây là một nếp văn hóa, một nếp văn hóa của người dân Nha Trang. Đây khách tới mua mang về ăn, khách đang chờ mua. Đây là những cái món ốc ngon bổ rẻ và bình dân của người dân biển nè các bạn. Đây là ốc Tháp Bà, đây ốc Hương nè. Ốc này gọi là ốc gì cô? Đây gọi là ốc hút của người dân biển. Còn bên này là
ốc lúa, ốc ốc này, con này gọi là gì ạ? Ốc ngựa, ốc này ốc rút, ốc gạo rồi đó. Ốc ốc gạo. Còn đây là ốc rút ạ. Đây là đây là ốc ngựa. Đây là ốc ngựa. Đây ốc đinh. Đây là ốc đinh. Đây là ốc đắng nè, đây là ốc sắt. Ốc đắng. Đây ốc biết cái mè đâu. Và ốc sắt. Ở đây là tôm tiết, nghệ với lại tôm. Tôm hùm và nghệ đây. Cái quầy ốc bên đường thôi nhưng mà rất là nhiều người thích ăn những cái loại ốc và những cái hải sản đặc trưng của phố biển thế này. Thì các bạn có thể thấy một quầy rất là nhỏ của một cô. Cô ơi, cho con hỏi là cô bán lâu chưa ạ? Bán lâu rồi, mấy chục năm rồi. Khoảng bao nhiêu năm cô? Mấy chục rồi, 20 rồi. Dạ, hồi xưa giờ cô vẫn bán chỗ này? Không, chỗ bán chỗ khác, mới dạ. Chuyển lên đây 5 năm. Dạ. Hồi xưa là bán dưới kia mới chuyển lên đây. Thì mình thường thường mình mở từ khoảng mấy giờ đến mấy giờ con? 8 giờ đến 5 giờ. 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Là thường một dĩa của mình là thường là bao nhiêu tiền ạ? Nửa hoàng á. Bao tiền con? Nửa hoàng á đó. Ví dụ một dĩa ốc hương là bao nhiêu tiền? Dĩa lớn thì bự 100, dĩa nhỏ 50. Nói chung là tùy theo mà lượng khách ăn thì cô có thể bán thì theo cân, theo lạng đúng không cô ha? Chị có giá là 15, 20 ngàn, 30 ngàn, 50 ngàn, tùy theo lượng khách ăn. Có, ăn 10 ngàn cũng có. Nếu mà khách ăn 50 ngàn cô cũng bán luôn. Đây là những cái nước chấm của món ốc miền biển đó các bạn. Muối tiêu chanh nè, mắm gừng nè, mắm hải sản, ớt đỏ nè. Hoặc là mắm me, tất cả thì bên này là rất là quen thuộc với lại những món hải sản có thể ăn kèm cua ghẹ rồi. Cô ơi, cho con hỏi là cái tôm này nè với lại cái ghẹ này cô bán theo giá theo theo cân hay là theo con? 200 con, còn tôm hùm tới 500-600 cân là. À, tôm hùm cỡ nhỏ là chỉ có 500-600 một cân thôi. Chiều mấy rồi? Dạ. Đây là lò nhỏ cô để sẵn đây. Là cái loại này là bao nhiêu một cân con? 300 con, loại lên 600 một cân. Dạ, yeah, rồi. Các bạn thấy giá rất là bình dân. Đó. Rất là nhiều loại ốc. Rồi thấp sẽ sẵn với lại xà ớt. Hôm nay là biển động nên là ít ốc, chứ còn bình thường cũng nhiều hơn. Số này rất là nhiều các bạn. Đây, những cái loại cô có cô đều trưng lên bàn, khách có thể vào chọn trực tiếp. Và nước chấm có rất là nhiều loại. Và cô ngồi ngay trước nhà và hấp luôn cả ốc. Cô có thể dở cái nồi cho con coi được không ạ? Ốc gì là cô? Dạ.